Rồi quý vị ơi, tiếp theo combo này số mấy quên rồi. Nãy tôi quay nhưng mà giờ tôi không có cuốn sổ. Tôi đi soạn hàng bây giờ thời gian không có, quý vị quay có một lô này nữa nghỉ quý vị ơi. Mai bán tiếp. Cây số 1 nha, 10 cây 250, anh chị em nào mua vui lòng chuyển khoản trước ha. Mua thì tôi gọt lại cái bầu như chén cơm về ép vô cái chậu nhỏ nhỏ về chơi ha. Rồi. Đây, cây số 1 nè. Số 2 nè. Số 3 nè. Số 4 nè. Số 5 nè, số 6 nè. Số 7 nè. Số 8 nè. Cây này số 9 nè. Cây này số 10 nè. Cây nào cũng có cái dáng vẻ của cây cổ thụ gom nhỏ nha quý vị. Về ép vô cả cái chung nhỏ gì nè, chơi nè. Rồi xuống nha quý vị. Không có thời gian là soạn hàng quý vị ơi, giờ nắng quá rồi, 10 giờ mấy rồi. Mai bán tiếp quý vị ơi. 10 cây 250 nha quý vị.